Xin chào Tin 2K1. Rất nhiều bạn đang hào hứng với khóa học nền tảng 2019 nhưng chưa biết đặt chỗ thế nào để được hưởng ưu đãi học phí. Vậy nên, hôm nay App sẽ hướng dẫn cho các bạn các bước đơn giản để đặt chỗ khóa học này nhé. Bước đầu tiên, bạn hãy đăng nhập vào trang chủ hocmai.vn bằng tài khoản của mình. Bạn nào chưa có tài khoản thì đăng ký ngay đi nhé. Tiếp theo, bạn click vào banner Nền tảng 2019, khóa học duy nhất ôn lại kiến thức lớp 10, 11 và dạy sớm kiến thức lớp 12, chinh phục trường tốt trên trang chủ. Trước khi đặt chỗ, bạn đừng quên đọc thật kỹ thông tin về khóa nền tảng này nha. Năm nay, nền tảng phiên bản mới ưu việt hơn rất nhiều so với phiên bản cũ. Có thể coi đây là một siêu phẩm giúp Tin 2K1 lấy lại toàn bộ kiến thức lớp 10 và lớp 11, nắm vững toàn bộ lý thuyết các dạng bài lớp 12. Nếu bạn vẫn đang phân vân, không biết chọn khóa học của thầy cô nào cho phù hợp thì kéo xuống phía dưới và xem ngay bài giảng học thử của các thầy cô để trải nghiệm và đưa ra quyết định nhé. Bây giờ thì đến phần quan trọng nhất rồi. Để đặt chỗ khóa học, bạn hãy kéo xuống phía dưới lựa chọn một trong hai combo nền tảng 2019 nhé. Bật mí với Tin 2K1 là combo khối đang được rất nhiều bạn lựa chọn vì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều. Giả sử một môn nền tảng thì sẽ có mức học phí gốc là 800.000 đồng. Tuy nhiên, với combo khối, Tin 2K1 sẽ chỉ mất 2.400.000 đồng cho tất cả 6 môn. Có một điều tuyệt vời hơn là nếu các tin đặt chỗ trước ngày 16 tháng 3 thì sẽ được giảm tới 30% học phí gốc đấy. Rất tiết kiệm phải không nào? Tin 2K1 hãy cân nhắc nhé! Sau khi lựa chọn xong khóa học, bạn chỉ cần click vào đặt chỗ ngay rồi nhập số điện thoại bạn đang dùng. Lưu ý là Học Mãi sẽ gửi cho bạn một mã code và số điện thoại này, vì vậy mà bạn hãy nhập đúng số điện thoại mình đang dùng nhé. Sau khi nhập xong số điện thoại, bạn click vào đồng ý tham gia. Trường hợp bạn chưa đủ 100.000 trong tài khoản để đặt chỗ, bạn click vào nạp tiền. Hệ thống sẽ chuyển bạn đến trang giao diện nạp tiền. Tại đây, bạn có thể chọn một trong 4 phương thức thanh toán: chuyển khoản ngân hàng, chuyển qua thẻ ATM, nạp tiền qua điện thoại hoặc thanh toán trực tiếp. Sau khi nạp tiền xong, chúng ta sẽ quay lại đặt chỗ nhé. Trong trường hợp tài khoản của bạn đã đủ tiền để đặt chỗ, bạn click vào đặt chỗ ngay và nhập số điện thoại như trên. Khi có thông báo xác nhận đặt chỗ, bạn click vào đồng ý tham gia. Vậy là bạn đã đặt chỗ thành công rồi, rất đơn giản phải không nào? Nền tảng 2019, khóa học duy nhất giúp Tin 2K1 ôn lại kiến thức lớp 10, 11 và dạy sớm kiến thức lớp 12, nhân đôi cơ hội đỗ đại học. Chúc các bạn thành công!